morning and welcome to my office, Ryan. Oh, my pleasure, Kim. I would like to introduce you, my assistant, Yui. Good morning. Good morning, Yui. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, I have a phone call. Yui, cứ gọi chị nha. You seem nervous today. Can I help you? Oh, hi. I would like to show you around the center. Mm-hmm, great. Let's go this way. Let's start our meeting today. Yui, em ghi chú lại cuộc họp với chị nha. Dạ. One hour later. Chị, em gửi cho chị cái phần ghi chú cuộc họp hồi nãy cho chị rồi đó. Hả? Em gửi rồi hả? Ừ, thì em gửi cho chị cái file thu âm đó. Nghe đi, khỏi mất công đọc. Wow. Two weeks later. Theo những gì mà hai bạn đã thể hiện trong suốt thời gian qua, chị đánh giá hai bạn ngang nhau về mặt thái độ, năng lực cũng như là chuyên môn. Tuy nhiên, để lên được vị trí manager thì hai bạn ngoài các khả năng chuyên môn ra còn cần có ngoại ngữ để có thể làm việc trực tiếp với cả các đối tác nước ngoài. Vì vậy, chị sẽ hỏi hai bạn một vấn đề, hai bạn sẽ trình bày quan điểm của mình bằng tiếng Anh nhé. What makes you to be an ideal manager? Amber. In my opinion, communication, problem solving and leadership skills are three important factors that can help me to become a manager. Great. Yi, it's your turn. So what are your thoughts on this topic? Dạ, chị có thể hỏi giùm em tiếng Việt được không? Okay. A few moments later. Ê bà, lúc rày á, tôi bận không có thời gian á để chăm sóc bản thân, cũng không có thời gian để mà học thêm cái gì luôn á. Qua chứ nó lịch học linh hoạt cho người bận rộn. Linh hoạt thì linh hoạt, nhưng mà có ứng dụng được không? Washiness, chủ đề có tính ứng dụng cao cho dân văn phòng. Thì biết là ứng dụng cao rồi đó, nhưng mà không có dịp để thực hành. Washiness, môi trường 100% tiếng Anh, thực hành mọi lúc mọi nơi. Washiness, học đi chà chi.